kể cả là rèm sáng hay là rèm tối thì cũng đều thiết kế tự động. Ở bên này thì chúng ta sẽ thấy có một cái ghế massage cao cấp, bồn tắm nằm như thế này với rất nhiều tính năng sục, nên là chúng ta có thể nằm đây thư giãn. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một trải nghiệm tiếp theo tại Hạ Long. Nếm sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một tổ hợp khách sạn 5 sao, đó chính là The Rioro. Tại đây sẽ có những cái loại dịch vụ như là nghỉ ở trong khách sạn, apartment hay là villa. Vì vậy là không để quý vị mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào trong kia để xem các hạng phòng cũng như là căn phòng mà ngày hôm nay Nếm sẽ nghỉ lại nhá. Đi thôi. Hạng mà ngày hôm nay Nếm ở chính là hạng Classic Suite. Khi mọi người bước chân qua cửa thì sẽ thấy là có một cái không gian bếp như thế này. Ở phía bên trên này sẽ là những tiện ích mà chúng ta có thể là sử dụng. Bên này là miễn phí, còn ở cái giỏ mây này thì sẽ là bánh ngọt và snack thì sẽ là tính phí. Ở phía bên này sẽ là mini bar. Còn ở phía bên này thì sẽ là nhà vệ sinh và phòng tắm. Ở đây thì là thiết kế phòng tắm đứng, không gian cũng đủ dùng. Vì là hạng suite nên là chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có một phòng khách. Tổng diện tích của cả căn này là 45 mét vuông. Và chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái ghế sofa cũng như một cái bàn lớn này để chúng ta có thể là ngồi uống trà, uống cà phê hoặc là ăn nhẹ. À, phía bên này cũng sẽ có một cái bàn ăn khác. Bàn ăn này thì sẽ thiết kế dành cho hai người bởi vì tiêu chuẩn của phòng này là phòng hai người. Phía trên này được decor những cái đèn và những cái bức tranh treo tường rất là xinh. Ở sát với cửa kính thì sẽ có một cái chỗ để chúng ta có thể ngồi thay giày dép. Và chính vì ở chỗ này là một cái chỗ mà để thay giày dép nên chúng ta sẽ có một cái gương này để last check trước khi mà chúng ta bước ra ngoài. Và điểm đắt giá của căn phòng này đó chính là view, một chiếc view biển rất là xinh, nhìn thẳng ra những khu tổ hợp vui chơi như là Sun World, cảng quốc tế Hạ Long và xa xa kia là vịnh Hạ Long. Phía bên dưới này thì sẽ là những căn villa ở đồi Beverly Hills. Và hiện nay thì công ty của Nếm cũng đang booking. Nếu như quý vị khán giả mà đi đoàn đông hoặc là đi tập thể mà muốn sử dụng dịch vụ villa thì có thể là liên hệ với Nếm. Có một điều rất là hay đó là khi mà chúng ta có những bạn bè tới chơi ngồi lại phòng khách này thì nó cũng sẽ có một cái cánh cửa như thế này để chúng ta ngăn cách với cả không gian phía bên trong phòng ngủ. Đấy là một cái sự thiết kế rất là tinh tế. Xin mời quý vị khán giả cùng vào tham quan căn phòng ngủ ngày hôm nay. Bên trong này thì cũng sẽ có một cái bàn làm việc kiêm bàn trang điểm. Ở đây thì sẽ có những cái bảng dịch vụ ở trong cái quyển catalog này nữa. Phía bên này là một cái tủ với những tiện ích như là áo ngủ, túi giặt, xếp bóc, máy sấy nữa. Phía bên này thì chúng ta sẽ lại thấy có một cái ban công. Những ai mà không thể dậy sớm được ra biển thì có thể đứng ngay ở vị trí ban công này mà ngắm bình minh. Bình minh sẽ mọc từ phía ngoài biển hất vào đây nên là đây sẽ là một cái view rất là tốt. Ngoài Classic Suite ra thì sẽ còn rất nhiều những cái hạng phòng khác và sẽ phù hợp với những đối tượng khách khác nhau. Vì vậy là bây giờ thì Nếm sẽ là một tour guide để dẫn quý vị khán giả đi thăm các hạng phòng tại The Rioro nhé. Ở căn phòng tiếp theo này thì Nếm sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả hạng Premium. Ở đây thì khi mà bước vào cửa thì chúng ta sẽ thấy là phía không gian bên tay phải là nhà vệ sinh cũng như là nhà tắm. Hạng Premium tuy rằng sẽ không có phòng khách riêng biệt nhưng cũng sẽ có một cái không gian như thế này. Nó cũng có thể coi là một cái phần của phòng khách đi. Ở bên này sẽ là một cái nhà bếp cũng như là cái bồn rửa tay. Ở đây thì vẫn sẽ có một cái bàn ăn cũng nhỏ gọn dành cho hai người thôi. Còn là phía bên này là khu vực giường ngủ. Hiện tại thì hạng Premium này thì chỉ có hai giường tuy như thế này thôi. Có một cái điểm đắt giá ở khách sạn Leoro đó là bất cứ hạng nào thì chúng ta sẽ có một cái ban công để có thể là đứng đó và ngắm cảnh bao quát hơn thay vì là ở trong phòng ngắm ra. Ngoài cái hạng Premium ra thì chắc là Nếm sẽ phải truyền tải thêm nhiều cái hạng suite nữa bởi vì là mình tin chắc là sẽ có rất nhiều khách hàng cao cấp muốn sử dụng những dịch vụ mà có đầy đủ hơn và tiện ích nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với những hạng suite tiếp theo nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với hạng cao cấp nhất tại The Rioro, đó chính là President. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từ ngoài vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là ngay từ cái khu vực mà để chúng ta last check trước khi đi ra ngoài đã thấy là có một cái tấm gương rất lớn như thế này với khổ rộng mà nó rơi tầm khoảng 1,5 m.
và hộp cao thì cũng phải tới tầm khoảng 2 mét rưỡi, rất là rộng luôn, để cho chúng ta có thể là vài người chỉnh trang trang phục ở đây vẫn có là hợp lý. Bên này thì là một cái chỗ để chúng ta ngồi để xỏ giày, và phía bên trên này cũng như là một cái giá để những cái vật dụng khác như là mũ hay là ô. Nào, xem là căn phòng tổng thống sẽ có gì. Đầu tiên thì ở đây mình thấy là có một cái tủ. Đây, tủ này là tủ tiện ích. Tuy nhiên là bây giờ thì cũng chưa có đồ gì ở trong này, chắc là để cho tổng thống có thể đựng đồ phía bên trong đây này. Đấy. Rất là đẹp, và những cái tủ như thế này được thiết kế âm tường. Trong này nếu như chúng ta đi sang phía bên này thì sẽ là phòng ngủ, tuy nhiên là lát nữa thì mình sẽ giới thiệu về phòng ngủ sau. Còn phía bên này sẽ là một cái tiện ích mà rất là đắt giá khi mà tới với hạng tổng thống, đó chính là phòng khách. Mọi người thấy là từ những cái chai rượu đề co hay là những cái chất liệu làm nên những cái bức vách này được chọn lọc kỹ lưỡng. Đây là gỗ, mình không biết là gỗ gì nhưng mà nó có cái màu nâu trầm rất là đẹp, đem đến cho một cái sự sang trọng. Phía bên này bộ ghế sofa rất là rộng mọi người ạ, chúng ta có thể ngồi được tới tầm khoảng 6 người, và ghế sofa ở đây thì được làm từ chất liệu gỗ và da. Vì là căn phòng của tổng thống nên sẽ có rất nhiều những cái tiện ích mà nó mang tính thông minh, đó như là chiếc rèm cửa như thế này mọi người nhé. Đấy, rèm cửa ở đây thì đều là rèm cửa tự động hết, kể cả là rèm sáng hay là rèm tối thì cũng đều thiết kế tự động để cho tổng thống có thể là ngồi một chỗ và điều chỉnh không cần phải đi đâu cả. TV cũng là TV thông minh. Và phía bên trong này chính là phòng ăn. Phòng ăn được bài trí rất là đẹp, cũng vẫn là những cái chiếc ghế ăn rất là xinh xắn được kết hợp giữa gỗ và da. Ở phòng ăn tại hạng tổng thống này thì chúng ta sẽ thấy có một tủ để đồ rất là lớn. Mình nhìn qua mình cứ tưởng là tủ lạnh nhưng không phải. Đây, tủ lạnh ở phía bên này. Tủ lạnh sẽ được thiết kế âm tường bên cạnh tủ rượu. Tủ lạnh này chắc là cũng phải có dung tích tầm khoảng mấy trăm lít đấy. Bên dưới là một tủ rượu để cho khách có thể là nhâm nhi. Có một cái điều rất là hay, đó là ở sau cánh cửa này, đó chính là một cửa thoát hiểm, và cũng sẽ là một cái cửa để cho những nhân viên bộ phận ở bếp sẽ đem đồ ăn tới đây và chuẩn bị, sau đó thì mới đem ra bàn ăn, chứ thay vì là đi qua phòng khách. Phía bên này thì còn có một nhà vệ sinh nữa để dành cho khách khi mà tới chơi có thể là sử dụng. Đấy. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan phòng ngủ của Tổng thống nhé. Một căn phòng rất là rộng rãi. Đầu tiên thì bên trong này cũng sẽ lại có một cái màn hình TV rất là lớn, cùng với cả bàn trà như thế này, ghế sofa nữa để cho Tổng thống có thể là ngồi xem những chương trình yêu thích. Ở bên này thì chúng ta sẽ thấy có một cái ghế massage cao cấp với rất nhiều tính năng. Giường thì sẽ là giường 2m x 2m, rộng rãi, đủ dùng. Phía bên này lại có thêm một cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng như là một cái bàn làm việc như thế này. Đây là một cái tủ tiện ích rất là lớn. Rồi, thiết kế rộng rãi. Bên trong là áo ngủ này, rồi túi giặt, rồi shape box bên này nữa. Cảm giác như là sẽ có tầm khoảng 2-3 cái tủ quần áo ghép lại đấy. Đấy. Thoải mái đựng đồ luôn. Không chỉ tổng thống đâu, nếu như mà các nghệ sĩ celeb mà chọn căn phòng này mà để ở thì cũng thoải mái dùng luôn. Để đồ đây, thời trang đi lưu diễn. Phía bên trong này thì sẽ là một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Đấy, thiết kế rất đẹp. Sẽ có một bồn tắm nằm như thế này với rất nhiều tính năng sục. Bên này là một cái phòng tắm đứng nữa. Còn phòng tắm đứng này thì sẽ được ngăn cách với một bức vách so với cả phòng vệ sinh. Và bồn vệ sinh đây cũng là hoàn toàn là tự động. Ở khu vực này sẽ có hai bồn rửa tay và một không gian rất là rộng rãi, có một cái gương lớn như thế này đủ để cho hai người dùng cùng một lúc luôn. Mọi thứ đều rất là chỉn chu, chi tiết và đẹp. Đúng là căn phòng đắt giá. Và căn phòng này thì có diện tích tổng là 200 m², nên là nếu như mà tổng thống mà có đặt phòng ở đây thì có thể liên hệ với cái Equal Name nhé. Sau khi tham quan các hạng phòng ở khách sạn thì chúng ta sẽ tới với một khối villa,
Và đây cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt mà Nếm đã từng đặt cho rất nhiều đoàn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có một cái phòng khách rất là lớn. Diện tích của một căn villa như thế này thì một sàn sẽ là 300m2. Và căn villa mà chúng ta đang được tham quan đây có số lượng phòng ngủ là 9 phòng. Trong đấy thì có 2 phòng master và 7 phòng twin. Và theo như số lượng người tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ ở được tầm khoảng 27 người, rất là nhiều. Ở đây thì sẽ có không gian bàn ăn được thiết kế rộng với những chiếc ghế da như thế này, ngồi rất là thoải mái, có lưng tựa. Bên ngoài là một cái không gian ban công, và ban công này thì sẽ được thiết kế vòng xung quanh bao quát chu vi của căn nhà. Bên này thì sẽ là một cái bếp, bếp như thế này để cho chúng ta có thể là nấu nướng hoặc là chế biến một vài món đơn giản thôi. Còn lại thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đặt ở nhà hàng thì sẽ là đỡ vất vả hơn. Dù sao thì đi du lịch cơ mà, chúng ta đỡ phải bớt đi cái phần là nấu nướng nó sẽ tốt. Hãy thử tham quan tạm thời một căn phòng ở phía bên dưới. Có lẽ đây sẽ là một cái phòng twin. Đây, đây sẽ là một phòng twin dành cho hai người. Phòng twin này thì có một cái cửa sổ rất là lớn để có thể nhìn ra phía bên ngoài. Mọi người đừng lo về cái khoản di chuyển hay là nếu như chúng ta có mang nhiều vali hay là hành lý nhé. Bởi vì ở đây thì sẽ có cả cầu thang bộ lẫn cầu thang máy. Khi nãy Nếm có nói là căn villa này sẽ có 2 phòng ngủ master thì đây sẽ là một phòng ngủ master đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy là tiện ích ở đây rất là đa dạng. Một cái giường nằm với diện tích là 2m x 2m. Nếu như tiêu chuẩn thì sẽ là 2 người với cả một trẻ nhỏ. Tuy nhiên là nếu như chúng ta mà nằm khéo khéo mà ví dụ sang đây mà chơi cùng với nhau thì có thể là nằm chung chắc có lẽ là tới 3-4 người luôn đấy. Phía bên ngoài cũng sẽ có một cái ban công rất là đẹp để chúng ta có thể ngắm được toàn khu. Ở đây thì sẽ là một cái kệ tivi với có một vài cái ngăn kéo. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một vài tiện ích. Ở dưới là mini bar này. Và phía trong này có một điều rất là hay, đó là cái bồn tắm cũng rất là xịn sò. Trong đây thì kết hợp giữa tắm nằm và tắm đứng. Phòng vệ sinh rất là lớn luôn. Đấy, phòng vệ sinh rất là lớn. Bên này thì cái tủ để đồ cũng được thiết kế âm tường và có thể thoải mái đựng rất nhiều đồ và rất nhiều quần áo. Tủ để đồ ở đây thì cao tới tận khoảng 3m. Và dài rộng thì rơi vào tầm khoảng cũng 2m mấy đấy, thoải mái. Và phía trong này thì sẽ được thiết kế một cái bàn làm việc, có một cái cửa kéo để chúng ta có thể nhìn xa phía ngoài cửa sổ. Nói chung là mình thấy là cái phòng ở đây rất là rộng rãi, bởi vì là diện tích sàn của một căn villa như thế này nó rơi vào tầm khoảng gần 300m2. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái không gian sử dụng chung. Chỗ này thì chúng ta có thể là ngồi đây trò chuyện cùng với bạn bè, ngồi uống cà phê, uống nước, rồi chơi tú lơ khơ. Phía bên này thì sẽ là một cái phòng twin nữa. Cả căn này sẽ có 2 phòng ngủ master duy nhất, còn lại thì sẽ là phòng twin. Đây, phòng twin cũng rất là rộng rãi với 2 chiếc giường 1m2 x 2m. Và có một cái hay đó là bất cứ phòng nào thì cũng đều sẽ có nhà vệ sinh riêng, cũng như là một cái cửa sổ riêng để cho chúng ta có thể là ngắm được bao quát phía bên ngoài. Đấy, nếu như quý vị khán giả nào mà đi đông một chút, ví dụ tầm khoảng gần 30 người ấy, thì sẽ lựa chọn villa sẽ là một cái option rất là tốt. Ở trong này nó giống một cái khu đô thị cao cấp mọi người ạ. Bởi vì bên này là villa, còn bên này là một cái tổ hợp khách sạn. Nếu mà buổi chiều hay sáng sớm chúng ta cũng có thể là đi dạo bộ ở đây rất là an toàn. Bởi vì ở đây thì sẽ có lực lượng an ninh trực 24/24, thoải mái. Những cái căn villa này thì cũng sẽ có rất nhiều chủ sở hữu. Có những người thì họ sẽ sử dụng làm nhà riêng, có những người thì họ không ở, họ sẽ cho thuê lại để vận hành, trở thành một cái dịch vụ villa. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một căn villa. Phía bên này đằng sau kia sẽ là Kid Fun. Thì Kid Fun ở đây thì sẽ tính phí. Nếu như mà các du khách có lưu trú tại đây thì giá vé sẽ được giảm đi 50%. Còn lại những người vị khách khác ở Hạ Long mà có muốn sử dụng Kid Fun thì cũng có thể vào tới đây luôn. Chào buổi sáng quý vị khán giả nhé.
gợi ý cho mọi người là mọi người nên dậy rất sớm để ra chỗ bể bơi vô cực phía khuôn viên ngoài tắm rất là đã luôn. Hơi tiếc là ngày hôm nay không có bình minh, chứ không nếu mà có bình minh thì chắc là mình sẽ quay được những cái thước phim rất là đẹp. Hiện nay thì bây giờ Nếm đang sử dụng bữa sáng tại nhà hàng tầng 2. Đây là bữa sáng buffet, đồ ăn rất là đa dạng. Sẽ có những cái món mà nó Việt Nam như là món phở này. Ngoài cái bể bơi ở chỗ phía khuôn viên bên ngoài thì gợi ý cho mọi người là mọi người cũng có thể tắm ở tầng 2. Đấy, bể bơi tầng 2 cũng rất là rộng rãi. Chiều hôm qua thì mình cũng ra chỗ bãi tắm, bãi cháy thì mình thấy là ở ngoài đó rất đông đúc, có vẻ như là các du khách khi mà tới đây mặc dù là họ cũng ở khách sạn cũng có bể bơi nhưng mà họ vẫn muốn là tắm thêm một chút ngoài bãi biển thì nó sẽ cảm giác sẽ thoải mái hơn. Có lẽ là bây giờ thì Nếm sẽ dùng bữa sáng đây và lát nữa thì mình sẽ tiếp tục khám phá Hạ Long mọi người nhé. Mời mọi người ăn sáng. Trước khi kết thúc video thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn một đoạn đường biển rất là đẹp tại Hạ Long. Cái cung đường này thì sẽ trải dài từ mãi tiếp những cái tổ hợp khách sạn như là Sea Star tới tận khu bãi cháy. Và đây thì cũng có rất nhiều những resort mà công ty Nếm đang làm booking như là Vinpearl Đảo Rèo, rồi những tổ hợp bên Sunferia dành cho nhóm bạn hoặc là những đoàn đông. Hy vọng là qua video này quý vị khán giả cũng đã hiểu thêm về những hạng phòng, những tiện ích mà chúng ta có thể được sử dụng khi mà nghỉ lại tại khách sạn Leoro. Và hôm nay thì mình thấy là có rất nhiều những đoàn Hàn Quốc, Trung Quốc họ cũng lựa chọn Leoro bởi vì là ở đấy thì sẽ đáp ứng được cái số lượng khách đoàn rất là đông và giá cũng rất là tốt. Hy vọng là quý vị khán giả nếu ai đang có nhu cầu hoặc là đang có dự định tới Hạ Long thì hãy liên hệ với ekip của Nếm để nhận được sự tư vấn. Và Nếm thì cũng đang làm booking tất cả những khách sạn 5 sao, resort 5 sao tại khu vực Hạ Long cũng như là miền Bắc, nên nếu như có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại là 0846 218 218 mọi người nhé. Hy vọng là sẽ luôn luôn được sự đồng hành và quan tâm của quý vị khán giả trong những trải nghiệm tiếp theo tại những khu tổ hợp khách sạn và resort. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những trải nghiệm tiếp theo. Tạm biệt.